Kính chào quý vị. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Quỷ Nhập Tràng. Câu chuyện có thật này xảy ra vào khoảng đầu thế kỷ 20 tại một làng quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cho đến nay, câu chuyện vẫn được lưu truyền khá phổ biến trong dân gian, gây được ấn tượng mạnh với người nghe. Và câu chuyện được thể hiện dưới giọng đọc của Phạm Quân. Câu chuyện này tôi nghe bà ngoại kể từ khi còn nhỏ xíu. Gần 30 năm qua rồi, nhưng chi tiết trong câu chuyện vẫn cứ in trong đầu tôi. Có lẽ hồi đó nó đã để lại một dấu ấn ghê gớm trong trí óc non nớt của một đứa trẻ là tôi. Quê của bà ngoại ở Ninh Bình, một tỉnh nhỏ thuộc miền Bắc. Bà ngoại tôi quen người có họ là Nhiêu Trinh. Năm đó bà Nhiêu Trinh cũng 73 tuổi rồi. Ở nhà quê hồi đó, người ta khăng khít đùm bọc nhau lắm. Nhất là bà Nhiêu Trinh lại là một tấm gương đáng để mọi người phụ nữ noi theo. Cả cuộc đời bà, từ tấm bé tới khi nhắm mắt lìa đời, luôn sống vì mọi người. Bà không lề hà bất cứ việc gì có thể giúp đỡ được cho người khác. Hầu như tất cả những người phụ nữ của làng bà và kể cả những làng lân cận, khi tới ngày sinh đẻ đều phải nhờ đến tay bà. Bà Nhiêu Trinh là bà mụ mát tay nổi tiếng khắp vùng. Điều đặc biệt là bà làm vậy thôi chứ không lấy tiền công. Người nhà quê nghèo lắm, họ đối với nhau bằng tình nghĩa hơn là vật chất. Chính vì vậy, họ hàng và làng xóm ai cũng kính yêu bà. Từ trẻ con người lớn trong làng, ai cũng gọi bà là bà ngoại. Người ta thường mang quà biếu bà mỗi khi có chút quà mọn, dù là củ khoai lang hay mo trầu không. Cha mẹ bà mất sớm nên bà phải nuôi một đàn em thơ dại, đến mãi tới năm 30 tuổi bà mới lấy chồng. Bà làm lẽ cho ông Nhiêu Trinh một chức sắc trong làng. Gia đình chồng hiếm hoi, từ đời ông cố tới đời chồng của bà đều cũng chỉ có duy nhất một người con trai. Ông lấy ba bà vợ trước đó nhưng không bà nào sinh cho ông một mụn con. Vậy mà khi bà về làm bạn với ông thì một năm sau lại sinh cho ông một đứa con nối dõi. Ông cưng cậu con trai quý như trứng. Chính vì thế bà cũng được thơm lây. Tiếng là ông có nhiều vợ, nhưng các bà luôn thuận hòa với nhau, trên kính dưới nhường. Cả bốn bà chung nhau một ông chồng và một thằng con trai theo đúng nghĩa. Các bà đều quý mến cưng chiều thằng nhỏ, nó muốn gì là cho nấy. Thời gian trôi qua, ba bà vợ trước và ông Nhiêu Trinh lần lượt qua đời. Bà lại một mình treo chồng nuôi con, thay chồng gánh vác mọi việc hiếu hỉ của làng xóm cũng như họ hàng. Khi anh Trúc là con bà Nhiêu Trinh lấy vợ, bà mừng lắm. Bà mong cô con dâu ngoan hiền của bà sẽ chóng sinh cho bà một bầy cháu nổi, để cho vui nhà vui cửa. Nhưng rồi vẫn cứ như một lời nguyền dai dẳng, anh Trúc lấy vợ cũng phải tới 16 năm sau mới có được một thằng con trai. Khi thằng cháu ra đời,
bà coi như những tâm nguyện của mình đã đạt thêm được phần nào. Tuy nhiên, bà vẫn mong muốn là anh Trúc sẽ cho bà thêm vài đứa cháu nữa. Thằng Vinh, cháu bà yêu Trinh năm đó có 3 tuổi, bà thương nó lắm. Ngày ngày, chính bà là người tắm rửa và chăm nom đứa bé. Khi tuổi già sức yếu, người mà bà lo lắng nhất vẫn là đứa cháu đích tôn. Mỗi khi nhìn cháu, bà lại chảy nước mắt, vì bà cũng đoán được cái ngày mà bà cháu bắt buộc phải xa lìa nhau cũng gần tới rồi. Bà thường nhường nhịn từng miếng quà tấm bánh mà bà con họ hàng mang tới thăm để cho cháu. Người ta trong đời rồi ai cũng có lúc sinh ly tử biệt, dù là người tốt hay người xấu, thì cũng tới lúc phải nhắm mắt xuôi tay từ giã cuộc đời. Bà Như Trinh cũng vậy. Rồi cũng tới ngày mà bà không còn gắng gượng được nữa. Bà không ăn được cũng đã gần 10 ngày rồi. Bà chỉ có thể thấm môi vài giọt nước thôi. Đêm hôm trước bà chết, có con chim lợn cứ đậu ở đầu mái hiên nhà rồi kêu liên hồi. Người nhà quê tin là nếu chim lợn bay tới đầu trên mái nhà nào và cất tiếng kêu thì y như rằng nhà đó có người chết. Hôm sau, bà Như Trinh qua đời. Lúc bà chết, trời mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi. Giữa trưa mà chẳng thấy được một tia nắng. Đúng giờ ngọ hôm ấy thì bà chút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của mọi người. Vì chết vì bệnh già và lại cũng không ăn uống gì đã hơn chục ngày, nên bà đã gầy, nay càng khẳng khiu hơn. Bà con xóm giềng súng vào, mỗi người một tay một chân lo cho hậu sự của bà. Người thì lo chặt cây chuối để trước hòm áo quan, người thì lo luộc trứng vớt dừa. Bà chết nhằm ngày xấu và cả mấy ngày sau cũng vậy, nhưng không thể để cái áo quan quá lâu được, nên mọi người bàn với nhau, chắc là bà cả đời nhân đức nên cũng không sao. Người ta dự định sẽ chôn bà vào ngày thứ ba. Đêm đầu trôi qua bình thường, đêm cuối cũng tự nhiên có nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Tiếng chim lợn kêu không dứt, mặc dù trong nhà đã có người chết. Mèo gào suốt cả đêm, và chó thì sủa ầm ĩ cả làng. Không ai bảo ai, nhưng mọi người mơ hồ cảm thấy lo lắng về một điều gì đó sắp xảy ra. Có tới hơn chục người thức đêm trong quan tài của bà. Đám thanh niên ngồi túm lại một góc kể chuyện ma. Mấy người già cũng nhóm lại với nhau để nói chuyện mùa màng làng nước. Cách đó vài chục bước chân là quan tài của bà Như Trinh. Khoảng 3 giờ sáng, bỗng có tiếng động nhẹ. Mới đầu không ai để ý, nhưng rồi sau đó tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn. Mọi người thi nhau phỏng đoán xem đó là tiếng động được phát ra từ đâu. Người thì nói là chuột chạy, kẻ thì bảo là chó phá. Chẳng ai dám thừa nhận tiếng động đó là từ phía quan tài phát ra, bởi vì ai cũng cố không tin vào điều đó. Bỗng thằng Vinh đang ngủ bật ngồi dậy gọi bà nội. Nó nói là vừa nghe thấy tiếng bà gọi nó, và nó cứ chăm chăm nhìn vào chiếc hòm nơi bà nó đang nằm trong đó. Mọi người không ai dám nói một tiếng nào nữa. Chó cũng ngừng sủa,
và mèo cũng chẳng còn kêu gào. Trong không khí ngột ngạt và im lặng như trước một cơn giông ấy, thì tiếng bà Nhiêu Trinh từ trong quan tài yếu ớt vang lên. Cho tôi ra, cho tôi ra, tôi vẫn còn sống đây, vẫn còn sống đây này. Hồn vía lên mây, chẳng ai rủ ai, mà tất cả cũng nhao nhao chạy trốn ra khỏi căn nhà của anh Trúc. Tính tò mò bao giờ cũng mang lại cho người ta rất nhiều phiền phức, và có khi những lỗi lầm đó lại còn có thể dẫn tới tai họa. Sau khi ra khỏi nhà anh Trúc một quãng, mọi người dừng lại và túm lại một chỗ để nghe động. Một lúc lâu sau, không thấy có gì xảy ra, mấy anh thanh niên thách đố nhau quay trở lại ngôi nhà xem có xảy ra gì không. Vợ chồng anh Trúc lúc chạy vội vàng quá tới nỗi quên cả thằng Vinh. Người này cứ tưởng người kia cõng thằng bé đi rồi. Giờ nhìn lại thì mới biết là cả hai vợ chồng lo chạy quá mà quên mất con. Hai vợ chồng bàn nhau quay trở lại để đưa thằng Vinh ra. Là một điều là trước giờ thằng nhỏ chẳng bao giờ chịu ở đâu một mình, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh. Thế mà từ nãy tới giờ chẳng thấy nó khóc lóc gì. Anh Trúc dẫn đầu cả đám thanh niên quay trở lại, người nào cũng cố tỏ ra không sợ hãi, cứ bụng bảo dạ là làm gì có ma mà sợ. Thực ra thì trong ngực anh Vinh lúc nào cũng đánh thùm thụp. Tới đầu hè thì nghe thấy tiếng thằng Vinh bi bô nói chuyện, cứ một câu bà hai câu cháu. Thế là cả đám lại ù té chạy ra cách đó một quãng. Mẹ thằng Vinh sợ quá đứng run cầm cập. Anh Trúc lúc này bỗng nhiên thấy hết sợ, tình cha con là hơn hết. Anh một mình bước rón rén lại căn nhà. Trong nhà vẫn chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng của thằng Vinh. Thu hết cam đảm, anh vội bước vào nhà và bế thằng con chạy ra ngoài. Cả đám nhao nhao hỏi chuyện thằng bé. Ai cũng chung một thắc mắc là thằng Vinh nói chuyện với ai. Thằng bé lên ba cứ từng câu nói ra một cách rành mạch. Nó kể là bà nội nó chưa chết, bà nội nó chỉ bị mệt rồi ngủ quên. Bà đang nằm trong hòm chờ bố Trúc vào mở ra cho bà ra. Anh Trúc nghe tới đây thì thấy hết sợ hẳn. Anh chỉ thấy thương mẹ nằm trong hòm suốt 2 ngày 1 đêm. Anh vội vàng chạy vào để đưa mẹ ra ngoài. Vào tới nơi, anh Trúc nghe thấy tiếng bà Nhiêu Trinh gọi thì thào. Trúc ơi, cho mẹ ra. Nằm mỏi quá rồi, đứa nào nó bó tao mà chật thế này. Nghe thấy vậy, anh lại càng tin là mẹ còn sống. Thế là anh nhào lại mở nắp hòm để đưa bà ra ngoài. Lúc này, mọi người đã quay trở về đông đủ. Ai cũng thấy mừng vì bà còn sống, nhưng vẫn không hết hồi hộp. Mấy người thanh niên xuống vào khiêng bà ra khỏi hòm. Là một điều là lúc trước bà nhẹ như đứa trẻ thì bây giờ có vẻ nặng hơn nhiều. Ông Bách là người hôm trước tự tay khâm liệm bà, giờ lại cũng tự tay tháo đi những lớp vải bó đi. Vừa làm, ông cứ vừa luôn miệng trách mình tại sao lại bất cần tới nỗi bà còn sống mà cũng không biết. Từng lớp vải được tháo dần ra, mọi người vì quá vui nên chẳng chú ý tới một điều là bà Nhiêu Trinh bây giờ nói nhiều và cộc cằn, khác hẳn tính điềm đạm trước đây. Miệng vải liệm cuối cùng được tháo ra, bà lờ mắt nhìn mọi người và gằn giọng.
Thế chúng mày mong bà chết lắm hay sao mà bà mới ngủ quên một chút đã vội vàng làm đám ma cho bà? Mọi người ngồi nán lại để nói chuyện với bà, nhưng bà cụ cứ luôn miệng trách móc và đòi ăn. Anh Trúc thấy mẹ biết đói thì mừng lắm. Từ lúc thấy mẹ chồng tỉnh lại, mẹ thằng Vinh đã chạy vội ra sau bếp đặt nồi cháo, định là để cho bà húp chút nước lấy lại sức. Cháo chưa chín nhừ, nhưng bà nhiều đói quá nên chị cũng đành múc một bát lên mời mẹ. Nhìn thấy bát cháo, mắt bà nhiều sáng rực. Bà nhào lại giật lấy từ tay con dâu húp luôn một hơi. Cháo mới nấu còn nóng, vậy mà bà dường như chẳng có cảm giác gì cả. Chắc là mười mấy ngày nhịn đói trước đó và cả hai ngày nằm không một giọt nước nào trong hòm làm bà trở nên như vậy. Bà giục con dâu chạy xuống bếp lấy nữa. Chị Trúc lật đật chạy xuống bưng nguyên nồi cháo lên cho bà. Trong lúc chờ con dâu, bà thấy nải chuối để ở đầu hòm. Bà sai một người đứng gần đó mang lại cho bà. Chuối mới chặt là chuối còn xanh, thế mà bà cứ từng quả ăn một cách ngon lành. Có lẽ cách ăn của bà bây giờ phải gọi là nuốt vội, vì bà không có răng thì làm sao mà nhai. Ngồi với bà một lúc lâu, rồi mọi người bắt đầu bảo nhau về cho bà nghỉ. Bà chẳng muốn thế, vì bà còn đang thích nói chuyện. Sau khi người cuối cùng rời khỏi nhà, bà vẫn còn đang thao thao. Tới 6 giờ sáng, bà mới ngáp dài rồi kêu là buồn ngủ. Anh Trúc liền dìu mẹ vào giường và giục vợ phụ anh dọn dẹp những thứ trước đây dùng cho đám ma. Cái hòm thì lại để góc nhà. Người nhà quê ngày trước, người ta có thói quen tích trữ áo quan trong gia đình khi gia đình có người già cả. Cả ngày bà Như Trinh ngủ ly bì. Mấy lần anh Trúc tới mời mẹ dậy ăn cơm mà cũng chẳng thấy bà nhúc nhích. Anh Trúc thỉnh thoảng lại phải sờ tay mẹ xem mẹ có còn sống hay không. Bà nằm đó cũng giống như thời gian trước đây, yếu ớt và hơi thở thì thỉnh thoảng lại đứt quãng, khác hẳn với sự linh hoạt của đêm hôm qua. Thằng Vinh cứ khóc đòi bà nội bế, nhưng bà chẳng hé mở mắt suốt từ lúc ngủ tới sầm tối. Chừng 6 giờ chiều thì bà cựa mình thức dậy. Câu đầu tiên là bà kêu đói, và sau đó là mắng thằng Vinh không để yên cho bà ngủ. Chị Trúc có nấu sẵn nồi cháo, bèn đưa lên mời mẹ. Cũng lại như đêm hôm trước, bà chẳng cần chờ nguội mà cứ húp luôn một hơi, hết bát này tới bát khác, làm cho cuối cùng chị Trúc phải bưng nguyên nồi lên. Chị định nấu nồi cháo đó cho mẹ ăn tới tối, vậy mà chỉ trong một lúc là bà ăn hết sạch trơn. Thằng cháu đứng cạnh đó cứ ngần cả người ra vì thèm quá. Trước đây chẳng bao giờ là bà không nhường nó cả. Ăn xong, bà lấy một cái nón lá đội lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Dáng đi của bà thoăn thoắt, và nhất là của một người vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Anh Trúc hơi băn khoăn khi thấy mẹ đội nón, vì trời không có còn nhiều nắng. Nhưng anh cũng không hỏi, bởi vì anh cho mẹ vừa chết đi sống lại thì thế nào cũng có những việc khác với thói quen lúc trước. Bà Như Trinh đi ra tới đầu ngõ là đã gặp bà con lối xóm. Người nào cũng vồn vã hỏi han và mừng cho bà thoát ra khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng đáp lại sự chân tình của mọi người là thái độ khinh khinh của bà. Chẳng nói chẳng rằng,
mà lườm lườm nhìn lại, làm cho người bắt chuyện cảm thấy ngạc nhiên và còn pha một chút sợ hãi. Qua tới cửa nhà ông Bách, thấy ông Bách và đứa cháu nội đang thơ thần chơi ngoài ngõ. Bà Sắn ngay lại nhiếc móc chuyện ông Bách bó vải bà chặt quá. Bà Bách thì cứ luôn miệng xin lỗi và mời bà vào trong nhà uống nước. Thằng cháu nhỏ của bà Bách có củ khoai đang cầm trên tay, chẳng nói chẳng rằng, bà nhiêu dành nấy rồi nuốt vội. Thằng bé khóc ré lên. Bà nội nó thì chẳng hiểu có chuyện gì mà thằng nhỏ lại trở trứng như vậy. Chơi sầm tối, lên gà nhà bà Bách lục đục kéo nhau lên chuồng. Nhìn thấy mấy con gà mẹ với đám gà con, mắt bà Nhiêu Trinh sáng rực lên. Ngồi nói chuyện được một chút thì bà lại quay qua ra đi. Đi ngang qua chuồng gà, bà liếc mắt nhìn có vẻ toan tính điều gì đó. Anh Trúc ở nhà chờ cơm mẹ mà chẳng thấy bà đâu. Sốt ruột quá, anh chạy ra tận ngoài đường để ngóng. Trời đã tối hẳn. Anh thấy thấp thoáng đằng trước có bóng người đang tiến lại thật nhanh về hướng nhà mình. Trong chốc lát, người đó đã đi tới gần ngay trước mặt anh. Đó chính là bà Nhiêu Trinh. Lúc này, bà đã không còn đội nón nữa. Bà nhìn anh với cặp mắt long sòng sọc, nhưng vẻ mặt lại tươi tắn hơn trước lúc đi rất nhiều. Đã một tháng trôi qua kể từ khi bà Nhiêu sống lại, ngôi nhà nhỏ bé đó có quá nhiều thay đổi. Điều quan trọng nhất là mọi người đã mất đi tiếng gọi bà ngoại thân thương với bà Nhiêu. Hôm đó vào giữa trưa, cái quán nước đầu làng của chị Thắm có người khách lạ. Ông khách này trông chừng ngoài 60, người gầy đét và đen thui, vẻ mặt khắc khổ. Chỉ có độ mỗi đôi mắt là sáng rực và tinh anh. Ông ngồi uống nước mà mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cuối làng. Ông hỏi chị Thắm là gần đây trong làng có chuyện gì lạ xảy ra không. Chị Thắm mang đầu câu chuyện ra cho ông già nghe. Chị Thắm mang đầu đuôi câu chuyện ra kể cho ông già nghe. Gia đình bà Nhiêu Trinh cũng vậy. Vợ chồng con cái anh Trúc đã đi nằm, nằm được một lúc rất lâu rồi mà vẫn thấy bà Nhiêu Trinh ngồi xồm trên giường uống nước và nói chuyện một mình. Những câu chuyện mà bà nói chẳng đâu vào đâu, nhưng bà nói liên tục không ngơi miệng. Hai vợ chồng cứ hỏi nhau là có chuyện gì xảy ra với mẹ, nhưng cả hai cũng đành chịu vì chả biết phải trả lời ra làm sao. Thức quá thì cũng mệt. Anh chị Trúc ngủ từ lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, anh Trúc dậy để đi ra đồng thì lại thấy mẹ đang nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thở bà yếu lắm. Anh Trúc đinh ninh là đêm qua vì mẹ thức khuya nên hôm nay mới vậy. Anh dặn dò vợ lo cho mẹ cẩn thận. Anh quay người lấy cày cuốc để đi làm công việc nhà nông. Cũng như ngày hôm qua, bà cứ nằm lả trên giường, một chút nước cũng không thể nhấp môi được. Ở làng này, từ trước đến nay chẳng hề xảy ra chuyện trộm cắp. Người làng chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện mất mát này nọ. Thế mà hôm nay, nhà bà Bách lại mất một con gà mái. Bà đi tìm nó quanh quanh quần quần mà chẳng thấy đâu. Đàn gà con không có mẹ thì cứ ngơ ngác rất là tội nghiệp. Cũng may là nhà bà có mấy con gà mái khác cũng đang nuôi con, nên bà đành để cho chúng nhập chung đàn. Chiều tối, anh Trúc đi về, vào thăm mẹ thì chẳng thấy bà đâu. Hỏi vợ thì chị nói là bà vừa ăn xong nồi sắn luộc và đội nón đi rồi. Chị còn nói cho chồng nghe là hôm nay bà nội mang Thành Vinh ra đầu hè, lấy chổi đập túi bụi vì cái tội nó cứ đòi bà bế. Chị xót con lắm, nhưng chẳng dám nói, sợ mẹ không vui. Từ đó trở đi, ban ngày thì bà nằm thiêm thiếp như con cá được mang lên cạn. Còn mỗi khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng là bà lại cắp nón ra đi khỏi nhà,
hàng xóm láng giềng thấy tính tình của bà ngày càng thay đổi. Nhất là mấy đứa trẻ con, mỗi lần nhìn thấy cặp mắt long sòng sọc của bà là lại lẩn trốn ra đằng sau lưng người lớn. Mới đầu, người ta vẫn còn cho là bà bị thay đổi tính tình sau lần chết hụt. Nhưng dần dần, về sau ai cũng sợ bà. Không những trẻ con mà cả người lớn cũng rất ngại gặp bà. Mỗi khi nhìn thấy bà từ xa là người ta đã tìm cách lẩn ngay sang chỗ khác, nhưng thường là không thành công vì bà đi nhanh lắm. Chỉ thoáng một chốc là đã tới ngay bên cạnh họ rồi. Mỗi khi gặp ai, bà thường gầm gừ những gì không rõ. Thỉnh thoảng có câu nào nghe được thì toàn là nuốt, bóp chết. Cặp mắt của bà càng ngày càng sáng rực, giống y hệt cặp mắt mèo bật sáng trong đêm. Trong làng liên tục xảy ra các vụ mất trộm gà. Người ta cho là lần đây có cáo. Mọi người ra sức buộc cửa chuồng gà mỗi khi trời tối rất kỹ càng, nhưng tình trạng đó vẫn liên tục tiếp diễn. Ngày ít thì một con, ngày nhiều có khi là hai hay ba con. Lạ một điều là mấy con gà mái nuôi thường kêu rất lớn mỗi khi bị chạm vào người. Đằng này chẳng bao giờ có tiếng động gì để chủ nhà biết mà chạy ra xem. Mỗi sáng thấy đám lông gà ở ngay góc tre đầu nhà thì y như rằng nhà đó đêm qua vừa bị mất trộm. Dân làng hoang mang lắm, quyết tâm rình bắt bằng được con cáo tinh danh. Trong lúc ấy, ở nhà anh Trúc cũng liên tiếp xảy ra nhiều sự lạ. Bà Nhiêu Trinh càng ngày càng hồng hào và trẻ ra trông thấy. Bà đã bắt đầu mọc lại răng và tóc cũng xanh trở lại. Lúc này, bà không còn nằm lả suốt cả ngày nữa, mà mỗi trưa, bà đều thức dậy khỏe mạnh, y như lúc mặt trời khuất bóng. Qua giờ ngọ một chút thì bà lại nằm vắt xuống ngủ li bì. Thằng Vinh hồi trước được bà cưng chiều chừng nào thì bây giờ bị bà ghét chừng đó. Không thấy nó thì thôi, chứ hễ thấy là thế nào bà cũng lôi ra đánh. Giết rồi thằng bé sợ bà cũng giống như những đứa trẻ trong làng sợ bà vậy. Bà ăn ngày càng khỏe, sức ăn của bà thì hai người thanh liên cũng không lại được. Mỗi buổi tối, bà có thể ăn hết cả một nồi cơm hai đấu, mà một đấu thì bằng những một cân. Đặc biệt, bà thích những thứ còn tươi sống. Hôm trước, chị Trúc mua được mớ cá người ta mới tát trong ao trong làng. Chị đem thả vào vạc nước định đến trưa dọn dẹp xong sẽ làm. Xong xuôi, chị trở ra thì chả thấy cá đâu. Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, chị vào lại trong nhà. Nhìn thấy mẹ nằm trên giường, chẳng hiểu nghĩ thế nào chị lại gần để xem. Thì ôi thôi, mép bà còn dính mấy cái vảy cá. Chị đem chuyện này kể cho chồng nghe. Anh Trúc gắt đi ngay và cho là vợ nói chuyện vớ vẩn. Thực ra anh nói vậy là để trấn an thôi, chứ chính anh mấy hôm trước nhìn thấy mẹ còn bắt con thằn lằn trên tường nuốt sống. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi bà Nhiêu Trinh sống lại. Ngôi làng nhỏ bé đó có quá nhiều thay đổi. Điều quan trọng nhất là mọi người đã mất đi tiếng gọi bà ngoại thân thương đối với bà Nhiêu. Hôm đó, vào giữa trưa, cái quán nước đầu làng của chị Thắm có người khách lạ. Ông khách này trông chừng ngoài 60, người gầy đét và đen thui, vẻ mặt khắc khổ. Chỉ có mỗi đôi mắt là sáng rực và tinh anh. Ông ngồi uống nước mà mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cuối làng. Ông hỏi chị Thắm là gần đây trong làng có chuyện gì lạ xảy ra không? Chị Thắm mang đầu đuôi câu chuyện ra kể cho ông già nghe. Vừa lúc đó, bà Nhiêu Trinh đội nón lá đi thoăn thoắt ngang qua. Chị Thắm chưa kịp lên tiếng thì ông già lạ đã hỏi: người kia có phải là cái bà già mà chị nói là chết đi rồi sống lại hay không? Chị Thắm gật đầu. Ông khách nói tiếp:
nếu chị thực tình muốn cứu gia đình của người con trai bà đó, thì làm cách nào bảo người nhà của họ ra đây? Gặp tôi càng sớm càng tốt. Mà nhớ là đừng để cho bà cụ biết nhé. Chị Thắm chả hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng ông cụ có vẻ nghiêm trọng. Chị vội vàng để quán lại nhờ ông trông, rồi lại chạy đi tìm anh Trúc. Lúc tới nơi, chị không dám lên tiếng mà cứ đứng thập thò ngoài đầu ngõ, bởi vì chị nghe thấy tiếng bà Nhiêu đang chửi bới gì đó trong nhà. Chị nhìn thấy vợ chồng anh Trúc đang đứng ngay gần đó. Đang loay hoay tìm cách để ngoắc chị Trúc ra, thì bỗng chị Thắm nghe tiếng bà vẫn nhiêu nhắc tới tên mình. Con Thắm mà ló mặt vào đây thì bà vặn ngược cổ mày từ đằng trước ra đằng sau. Nghe thấy vậy, hồn vía chị lên mây. Chị Thắm ba chân bốn cẳng chạy mất biệt. Về tới quán nước, chị nói cho ông khách lạ nghe câu chuyện vừa rồi. Ông già chăm chú nghe, và cuối cùng thì nói mỗi một câu: thế là nó biết rồi đây. Ông trả tiền nước rồi đi. Trước đó, ông dặn lại chỉ một câu: cô nói với anh Trúc là sáng ngày mai ra đây gặp tôi, có chuyện gấp lắm, nguy hiểm tới tính mạng. Chị Thắm không dám quay lại nhà anh Trúc, mà phải nhờ một người làng xóm có thửa ruộng ngay cạnh nhà anh Trúc nhắn anh Trúc ra gặp. Nghe tin, anh Trúc vội vàng bỏ việc lại đấy để ra xem có chuyện gì. Mà hồi trưa mẹ mình giận dữ thế, và giờ chị Thắm lại nhắn ra gặp. Chị Thắm kể lại cho anh Trúc nghe những lời ông khách hồi trưa nói với chị, và dặn anh phải thật cẩn thận, không để bà Nhiêu biết. Tối đó, khác hẳn mọi bữa, bà Nhiêu không đi ra khỏi nhà nữa. Bà ngồi xổm trên giường, luôn miệng chửi bới. Hơn nữa, bà lại còn giữ chặt thằng Vinh, không cho nó đi đâu, mặc cho thằng bé khóc khàn cả giọng. Anh Trúc thấy tình hình có vẻ không ổn, nên sáng sớm hôm sau, khi bà Nhiêu vừa nằm xuống ngủ, thì anh vội vàng chạy ngay ra đầu làng gặp ông già lạ. Tới nơi, anh chưa kịp thờ thì đã thấy ông già đứng chờ với vẻ mặt hiện rõ sự sốt ruột. Chờ cho anh Trúc lấy lại hơi, ông bắt đầu hỏi chuyện từng chuyện một. Anh Trúc mang tất cả những chuyện lạ lùng ra nói cho ông nghe. Sau cùng, ông già đó mới nói cho anh Trúc biết hiện giờ người đó không còn là mẹ anh nữa, vì mẹ anh chết vào giờ linh nên bị quỷ nhập tràng rồi. Hôm qua ông đi ngang qua làng, nhìn thấy phía cuối làng toàn là âm khí, nhất là khi ngồi uống nước ở đây, ông lão đã nhìn thấy con quỷ nhập tràng nhập vào người mẹ anh nhón gót đi ngang qua đây. Hiện nay nó đã lấy lại được nhiều sức mạnh, chuẩn bị tới 100 ngày kể từ hôm mẹ anh sống dậy, con quỷ đó sẽ không còn bắt trộm gà hay ăn cá sống nữa, mà nó sẽ chuyển sang ăn thằng bé nhà anh. Anh Trúc nghe tới đây thì tái mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Anh van lại ông già tìm cách cứu gia đình và làng xóm. Ông già đưa cho anh 3 lá bùa màu đỏ và dặn dò cẩn thận. Chẳng hiểu ông nói gì mà anh Trúc cứ vâng dạ luôn miệng. Về tới nhà thì đã là giờ trưa. Bà Nhiêu không còn ngủ nữa mà đã ngồi dậy đòi ăn và ôm khư khư lấy thằng Vinh. Anh Trúc tìm cách nói là cho thằng bé đi cắt tóc để bà thả nó ra, nhưng dứt khoát bà không nới lỏng dù chỉ một ngón tay. Anh Trúc nhìn thấy vậy, lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Suốt trưa hôm đó, bà không rời khỏi nhà. Ăn uống xong là tới giờ bà đi ngủ. Bà vừa ngủ vừa quặp chặt lấy thằng Vinh. Thằng bé khóc suốt từ hôm qua đến giờ cũng không còn sức nữa. Nó lả cả người đi rồi.
tới chiều thức dậy, bà đổi giọng không chịu ăn cơm, bà đòi ăn thịt gà. Chị Trúc cũng cố làm vừa lòng bà để mong bà thả thằng bé ra, nên chạy qua nhà hàng xóm mua vội con gà về làm lông rồi luộc lên. Thấy con gà luộc, bà lại bắt đầu chửi bới. Bà chửi chị Trúc ngu, con gà tươi thế này lại giết chết mới mang lên cho bà. Chị Trúc nghe tới đâu dựng tóc gáy tới đó. Cuối cùng bà cũng ăn sạch con gà. Mẹ thằng Vinh van lại bà thả nó ra để cho nó ăn chút cháo. Bà Nhiêu không đồng ý mà bắt chị đưa cháo để bà đút cho thằng nhỏ ăn. Ngày hôm đó là ngày thứ 98 kể từ khi bà sống dậy. Sang tới ngày 99 thì sức khỏe của bà gần như là tăng vượt trội. Bà không còn ngủ một chút nào nữa. Bà thức sáng đêm rồi lại thức nguyên ngày. Nghe lời ông già dặn, anh Trúc nói vợ vẫn cứ mang gà luộc lên cho bà, mặc dù bà yêu cầu gà tươi. Bà vừa ăn vừa chửi, mắt bà vằn lên những tia đỏ như máu. Bà luôn miệng nói, và bây giờ người ta có thể nghe rõ là bà nói gì. Bà nói là sẽ ăn thịt, uống máu từng đứa trong làng, cho tới khi không còn một mống nào mới thôi. Đêm hôm đó, chị Thắm đã truyền lời của ông già tới những người cao niên trong làng. Các cụ họp mặt ở đình làng, là nơi linh thiêng nhất trong làng, để bàn chuyện cơ mật. Sau đó các cụ sai người đi gọi mấy anh thanh niên to khỏe nhanh nhẹn nhất làng để bàn giao công việc. Hôm nay là ngày thứ 100. Ngay từ lúc gà mới gáy, bà Nhiêu đã tỏ vẻ vui mừng lắm. Bà cười nói ầm ĩ và có vẻ chờ đợi điều gì đó. Càng tới gần trưa thì bà lại càng hoạt bát và dữ tợn. Trong lúc đó, anh chị Trúc không biết bằng cách nào để mang thằng bé ra ngoài, bởi vì bà nhất quyết không rời nó. Nghỉ trưa một lúc, tự nhiên chị Trúc lẩy ra ý kiến. Cũng vào lúc đó ở trên nhà, bà Nhiêu đang la hét đòi ăn. Thay vì chị mang lên cho bà một con gà luộc như mấy hôm trước, thì lần này chị mang cho bà một con gà mái to còn sống. Thấy con gà, mắt bà sáng rực lên. Bà nhào tới giật lấy nó từ tay chị Trúc. Chỉ chờ có thế, anh Trúc đang nấp sẵn nhanh như cắt, nhảy tới giật lấy thằng Vinh rồi chạy ra khỏi nhà. Bà Nhiêu sững người một chút rồi thét lên đuổi theo. Lúc này bên ngoài, mấy người thanh niên và ông già lạ mặt đã trực sẵn. Họ lấy cành dâu quất liên hồi làm bà không dám nhảy ra phía ngoài cửa. Tuy nhiên lúc này bà trở lên nhanh nhẹn và hung dữ khác thường. Bà cứ nhảy tới nhảy lui trong ba gian nhà mà chân không bén đất. Lúc đó ông già tiến vào nhà, trên tay ông là một nhánh rừng liễu và một bình nước tiêng. Ở phía bên kia cửa bếp, anh Trúc cũng tiến vào. Bà nhìn thấy ông già liền nhảy lui về phía cửa bếp. Thấy anh Trúc, bà rú lên như nhìn thấy con mồi. Anh Trúc hoảng hốt toàn bỏ chạy. Ông già vội la to lên, ném bùa vào nó đi, không thì nó giết chết bây giờ. Anh Trúc quay lại lấy hết tinh thần, ném một lá bùa về hướng bà Nhiêu. Thấy lá bùa, bà Nhiêu khựng lại có vẻ sợ hãi. Nhưng khi thấy anh Trúc ném trượt, bà tiếp tục nhào lại về phía anh. Anh Trúc ném tiếp lá bùa thứ hai, lại trượt. Lúc này bà Nhiêu chỉ cần cách anh Trúc khoảng hai lần với tay. Anh Trúc chắc mầm cái chết ở gần kề rồi. Anh nhắm mắt quăng liều lá bùa thứ ba. Thật đúng là ở hiền gặp lành, lá bùa thứ ba trúng ngay giữa ngực bà Nhiêu. Lúc này hình dáng của bà hoàn toàn thay đổi,
không còn một chút nào là dáng vóc của bà Nhiêu lúc trước. Tóc bà dựng ngược lên, mắt đỏ lòm như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Miệng thì ngoác ra, nhìn thấy cả hàm răng trắng nhợn. Khi lá bùa chạm vào người bà thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật ra đất. Lúc bấy giờ, mọi người kéo vào chật ních trong nhà. Dưới đất bây giờ là một cái xác thối rữa, không còn một bộ phận nào nguyên vẹn. Đến ngay cả khuôn mặt cũng không còn nhận ra được nữa. Thì ra đây mới là thể xác thực của bà Nhiêu Trinh, vì bà đã chết 100 ngày rồi. Ngay ngày hôm đó, anh Trúc lại đem bà đi chôn trong cái hòm mà cách đây hơn 3 tháng bà đã từng nằm trong đó. Câu chuyện trên đã gần một thế kỷ rồi. Bà ngoại tôi lúc đó mới chỉ 13 tuổi. Bà tôi giờ đã qua đời cách đây 25 năm và hưởng thọ 87 tuổi. Bây giờ mỗi khi nhớ lại cảnh ngồi với bà và lắng nghe giọng bà dù gì câu chuyện này, tôi vẫn còn không tránh khỏi cảm giác rùng mình, kinh hãi.